Bolivia nhận lại những bức tranh bị đánh cắp cách đây 13 năm. Tổng thống của Bolivia là Evo Morales vào ngày hôm qua đã nhận được những bức tranh vẽ Baroque cổ đã bị đánh cắp từ những cư dân của quốc gia gần dãy núi Andes. Những bức tranh có tựa đề là Runaway to Egypt và Virgin of the Candelaria nằm trong số 12 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp gần 13 năm trước đây từ nhà thờ St. Martin Church ở nhà thờ Potosi. Chúng đã được trao trả bởi các nhà sưu tầm nghệ thuật của Hoa Kỳ là Richard M. Roberta Hooper, người đã tu sửa những bức tranh sau khi mua chúng một cách hợp pháp từ một buổi triển lãm tranh ở Sao Paulo. Họ đã liên lạc với các quan chức ở Bolivia sau khi những bức tranh này đã được thông báo từ cảnh sát quốc tế là chúng đã bị đánh cắp. Công cuộc tu sửa đã được thực hiện bởi Bảo tàng Brooklyn ở New York. Hai bức tranh kể trên có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 17 và thế kỷ 18 và được vẽ bằng dầu từ các họa sĩ không biết tên. Tổng thống Morales cho biết vào ngày 20 tháng 6 năm 2002, 12 bức tranh đã bị đánh cắp từ nhà thờ San Martin. Ông rất cảm kích gia đình của Hooper đã trả lại cho cố chủ. Vào năm 2005, ba người đã bị kết 13 năm tù vì tội ăn cắp những bức tranh này. Các nhà khởi tố cho biết là đang tiến hành điều tra lại vụ cướp này với sự giúp đỡ từ chính phủ Brazil. Hàng trăm các bức tranh của giáo hội đã bị buôn lậu ra khỏi Bolivia trong những năm gần đây. Đây là lần tiếp nhận quan trọng thứ hai kể từ khi bức tượng Isla del Echeco đã được trả về cho quốc gia này vào năm 2014 từ một bảo tàng ở Bern.